Thưa quý vị và các bạn, an toàn giao thông đang là vấn đề rất lớn và cần thiết trong đời sống của mỗi người dân. Tuy nhiên, hiện nay, tai nạn giao thông vẫn xảy ra hàng ngày, hàng giờ. Đó là hồi chuông cảnh tỉnh mọi người trong toàn xã hội phải thay đổi thái độ sống, thực hiện tốt an toàn giao thông. Clip tình huống về sử dụng điện thoại khi tham gia lưu thông trên đường bằng xe máy sẽ phản ánh cho chúng ta thấy rõ về điều này. Cà phê nhá, đang đâu ra ngay nhá, ra luôn đấy. Alo Hương à, đi lên đi, lên đi có ăn rằm nữa chứ nhá, lên đi có ăn rằm. Trước được một tí này rồi gì? Ôi nhà này thì cũng không việc gì, nhưng mà chân tay việc gì không? Cháu cũng không bị sao ạ? Đấy, quan trọng nhất là đấy, cái chân tay. Tôi vừa rồi tôi đứng tôi nhìn rồi, hai người đi xe đâm vào nhau thế này là do hai người dùng điện thoại. Đâm vào nhau bây giờ hai người không việc gì là tốt rồi nhá. May là không việc gì nặng là tốt. Bây giờ không cãi nhau nữa, hòa giải nhau đi. Xe ai hỏng thì tự sửa, ai đau tự bôi thuốc vào. Đi xe dùng điện thoại, dùng ô phạt từ 100 đến 200 nghìn đồng. Theo điều 6 của Nghị định là 46 năm 2016 quy định. Nếu như mà đi xe này, dùng ô là một này, điện thoại là hai, xảy ra tai nạn, phạt và thu bằng lái từ 2 đến 4 tháng. Cho nên tốt nhất hai bên hòa giải nhau nhá. Rất là may rồi. Lần sau tốt nghiệp. Đi xe phải chú ý chứ ai làm thế. Đâu, mắc ở đâu đây? Ê, có gì rồi? Vâng, như quý vị và các bạn đã thấy, tình huống an toàn giao thông vừa đi xe máy, vừa nghe điện thoại vừa rồi rất dễ dàng bắt gặp trên các tuyến đường phố. Điều này sẽ rất nguy hiểm cho chính bản thân và những người khác khi tham gia giao thông. Qua tình huống trên, rất mong mỗi người trong chúng ta hãy nhận thức sâu sắc về vấn đề an toàn giao thông và bằng việc làm của mình trong việc chấp hành luật giao thông, xây dựng văn hóa giao thông. Bản tin an toàn giao thông cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.